Quan trưởng quốc phòng Ukraine xác nhận Nga chuẩn bị đưa thêm hàng trăm nghìn quân tới biên giới khi cuộc chiến ở Kharkov đang diễn ra khốc liệt. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine ngày 28 tháng 5 cho biết lực lượng Kiev đã nỗ lực ổn định mặt trận ở vùng Kharkov sau khi Nga mở chiến dịch tấn công vào khu vực này hồi đầu tháng. Tuy nhiên, ông xác nhận Nga tiếp tục triển khai thêm binh lính và trang thiết bị, đồng thời chuẩn bị mở một đợt tấn công mới. Chia sẻ với Reuters, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine nói mục tiêu của họ là mở một mặt trận mới ở phía Bắc, bắt đầu sử dụng toàn bộ nhân lực, hỏa lực để tấn công chúng tôi. Họ vẫn tiếp tục phá hủy Ukraine. Chúng tôi đang kháng cự, nhưng tất nhiên chúng tôi cần thêm vũ khí, hỏa lực, tên lửa tầm xa để ngăn chặn họ xâm nhập vào lãnh thổ của chúng tôi. Theo Bộ trưởng Ukraine, Nga hiện triển khai khoảng 500.000 quân tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine hoặc đóng gần biên giới, đồng thời đang chuẩn bị bổ sung thêm từ 200.000 tới 300.000 quân. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nhắc lại rằng Nước này đặt mục tiêu giành lại toàn bộ lãnh thổ bao gồm bán đảo Crimea mà Nga đã tuyên bố sáp nhập vào năm 2014. Ông cho biết mục tiêu quân sự chính của Ukraine trong những tháng tới sẽ là giữ vững các tuyến phòng thủ và chấn áp đối thủ, đồng thời tăng cường năng lực tác chiến của Ukraine trên không, trên biển và trên bộ. Ông kỳ vọng các máy bay chiến đấu F-16 sẽ sớm được chuyển giao cho Ukraine. Khi được hỏi Ukraine dự kiến sẽ nhận được bao nhiêu máy bay F-16, ông nói chúng tôi cần nhiều nhất có thể. Ở giai đoạn này, chúng tôi đang tập trung vào việc đào tạo nhân lực phi công. Chúng tôi tập trung vào cơ sở hạ tầng và việc triển khai các đội vận hành và bảo trì. Đồng thời chúng tôi đang nỗ lực hiện đại hóa hoặc triển khai nhiều hệ thống hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết, nước này cũng đang tiếp tục đẩy mạnh sản xuất vũ khí và máy bay không người lái cũng như khả năng tác chiến điện tử. Ông nhấn mạnh, Ukraine rất cảm kích viện trợ quân sự và vũ khí do các đối tác cung cấp, nhưng chỉ một nửa số hàng được cam kết đã đến nơi đúng thời hạn. Ông cảnh báo mọi sự chậm trễ đều mang lại nhiều lợi ích cho Nga, trong khi Moscow có quân số và được trang bị vũ khí tốt hơn nhiều so với Kiev. Ngay cả trước khi lực lượng Nga tiến vào phía Bắc Kharkov trong tháng này, kiểm soát các ngôi làng biên giới và buộc hàng nghìn thường dân phải sơ tán, họ đã tiến công từng bước trong nhiều tháng ở vùng Donetsk ở phía đông. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố, thời gian vô cùng quan trọng và để đẩy lùi các đợt tấn công, chúng ta cần vũ khí được chuyển giao đúng hạn. Kharkov nằm ở đông bắc Ukraine, giáp biên giới với Nga. Từ ngày 10 tháng 5 năm 2024, Nga tấn công trở lại Kharkov sau gần 2 năm rút quân khỏi đây. Chỉ trong thời gian ngắn, Moscow đã kiểm soát hơn 10 ngôi làng ở đây, trong đó có ngôi làng quan trọng Klechivska gần Chasivya. Nga đang siết hai gọng kìm từ phía bắc và phía đông. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước nói rằng Nga đang tập hợp một cánh quân cách Kharkov khoảng 90 km về phía tây bắc để chuẩn bị cho đợt tấn công mới. Ông Zelensky cho rằng một trong các mục tiêu tiến công của Nga là tỉnh Sumy ở đông bắc Ukraine. Ukraine cũng gặp khó khăn trong việc tuyển số lượng quân cần thiết để bổ sung và luân chuyển những binh sĩ mệt mỏi, kiệt sức, trong đó có những người đã chiến đấu từ tháng 2 năm 2022. Luật huy động quân mới của Ukraine có hiệu lực vào tuần trước. Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho biết có tới 1,2 triệu nam giới Ukraine đã cập nhật hồ sơ quân sự trực tuyến theo yêu cầu của luật huy động mới, nhưng không tiết lộ số người có thể huy động. Các nhà phân tích quân sự ước tính, lực lượng quốc phòng Ukraine bao gồm cả lực lượng an ninh và lực lượng thực thi pháp luật đã lên tới hơn 1 triệu người. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, Nga đã thực hiện 4 cuộc tấn công cơ giới hóa với các đơn vị cấp đại đội và nhỏ hơn ở khu vực Donetsk. Họ đã đạt được một số thành công nhưng chủ yếu nhằm thử phản ứng của Ukraine. Cụ thể, quân đội Nga đã thực hiện 4 cuộc tấn công bằng lực lượng cơ giới hóa với quy mô cấp đại đội và nhỏ hơn trên một số trục hoạt động ở khu vực Donetsk. Qua đó, họ đạt được một số thành công, nhưng nhiều khả năng chỉ là đang thử phản ứng của Ukraine sau cuộc giao tranh ở khu vực Kharkov. Video công bố ngày 27 và 28 tháng 5 cho thấy, quân đội Nga tiến hành các cuộc tấn công với xe tăng thiết giáp theo cấp trung đội tăng cường ở phía đông Chasivya, phía đông Novobrovsky, gần Novo-Mikhailovka, Staromayevsky, Lực lượng của Moscow chỉ đạt được những bước tiến nhỏ trong các cuộc tiến công ở phía đông và không đạt được bước tiến nào được xác nhận ở gần Chasiv hoặc hoặc Novomikhailovka. Những ngày gần đây, quân đội Nga đã giảm tần suất tấn công và tốc độ phát triển ở phía bắc vùng Kharkov, trong khi lại đẩy mạnh tấn công theo hướng Avdiivka. Dưới phân tích của Viện nghiên cứu Chiến tranh lưu ý, những nắm đấm thép này chỉ tập trung vào một trong bốn trục hoạt động hiện tại của Nga bị hạn chế so với các cuộc tấn công trước đó. Những trận đánh vào ngày 27 và 28 tháng 5 có thể nhằm đánh giá phản ứng của lực lượng Ukraine và khả năng phòng thủ của họ theo hướng Donetsk. Các cuộc tấn công gần đây của Nga ở khu vực phía Bắc Kharkov có thể nhằm lợi dụng tình trạng thiếu nhân lực và trang thiết bị của Ukraine trước khi sự hỗ trợ quân sự dự kiến của phương Tây đến mặt trận. Qua đó, lực lượng Moscow dường như nhằm mục đích kiểm tra xem có điểm yếu nào trên tiền tuyến ở khu vực Donetsk hay không. Bất chấp những thông tin không mấy tích cực về Nga do Viện Nghiên cứu Chiến tranh công bố, theo hãng tin Nga Ria Novosti, trên thực địa, lực lượng Moscow đã xuyên thủng hàng phòng thủ nhiều km của đối phương trong cuộc tấn công vào Tonenki ở Donetsk. Chỉ huy một trung đội xung kích Nga có biệt danh Ghost cho biết khoảng 10 km công sự của Ukraine đã bị các chiến binh thuộc nhóm trung tâm xuyên thủng trong cuộc tấn công theo hướng Abdiivka. Theo Ghost, các đơn vị khác của nhóm trung tâm cũng tham gia tấn công khu vực. Đồng thời, do địa hình và tình hình chiến đấu ở mặt trận phía nam theo hướng này các chiến binh phải xông vào công sự đối phương ở các khu vực chống trải. Ông lưu ý nhấn mạnh, lực lượng Nga xâm nhập vào đây và phát triển từ các cánh khác nhau. Đơn vị của ông đã đánh những trận trực diện, những đơn vị khác phát triển từ bên trái và bên phải. Họ đi theo hình bán nguyệt để bao vây đối phương. Và tất nhiên, đối thủ sẽ đánh trả, nhưng trường hợp này rất hiếm, phần lớn là họ bỏ chạy. Cũng trong khoảng thời gian này, gần 30 chỉ huy của Ukraine đang bị điều tra về tội đào ngũ và sao nhãng nhiệm vụ khiến Nga có cơ hội đánh vào Kharkov. Cơ quan điều tra quốc gia SBI của Ukraine ngày 27 tháng 5 xác nhận đang điều tra gần 30 sĩ quan chỉ huy và do tầm quan trọng của vụ việc, cuộc điều tra có sự tham gia của các điều tra viên giỏi nhất với sự hỗ trợ của Bộ Tổng tham mưu cũng như các tư lệnh quân khu. SBI không công bố thêm chi tiết, song theo báo Gladcom của Ukraine, tổng cộng 28 sĩ quan chỉ huy của nước này đang phải đối mặt với cáo buộc đào ngũ hoặc sao lãng nhiệm vụ. Tờ báo trích dẫn tài liệu tòa án xác định đơn vị bị nghi ngờ là lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ riêng biệt số 125. Nguồn tin cho biết, các chỉ huy lữ đoàn cũng như những người thuộc tiểu đoàn súng trường 415 và 172 và lữ đoàn cơ giới số 23 bị cho là đã không tổ chức hợp lý việc phòng thủ các vị trí dọc biên giới. Các đơn vị này đã bị nghi ngờ bỏ vị trí chiến đấu tại 5 ngôi làng để lại các đơn vị tuyến thứ hai chiến đấu. SBI đã thu giữ một số tài liệu mật quân sự bao gồm cả thông tin liên lạc của các chỉ huy liên quan và báo cáo về các công sự, nhân lực, vũ khí và vật tư của các đơn vị trực thuộc ngày 10 tháng 5 khi Nga bắt đầu mở chiến dịch tấn công Kharkov. Nếu bị kết án, các sĩ quan liên quan phải đối mặt với án tù 10 năm. Lữ đoàn 125 đã bác bỏ cáo buộc, nhấn mạnh rằng tất cả các lực lượng phòng thủ của họ đã sẵn sàng và không ai chạy trốn khỏi vị trí tiền tuyến của mình. Theo một bài đăng trên Facebook, Trung tướng Arthur Gobenko, chỉ huy lữ đoàn Đổ lỗi cho các cá nhân trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin sai lệch. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxify. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.